An Minh xin chào quý thầy cô và cùng tất cả các học sinh. Thì được tình hình diễn biến khá phức tạp của đại dịch Covid-19 thì thầy và trò chúng ta sẽ chuyển cái không gian học từ lớp lên không gian trực tuyến. Thế thì đối với các thầy cô thì trong những thời gian gần đây thì quý thầy cô cũng đã trải nghiệm và đã đang đi tìm những kênh dạy học miễn phí từ trên mạng. Thế thì có một vài cái phần mềm thì quý thầy cô đã sử dụng như là phần mềm Zoom hay là phần mềm Classroom Google hay là phần mềm Viettel Study hay là cái phần mềm Microsoft Teams. Ngoài ra quý thầy cô đã chỉ bài cho học sinh thông qua Facebook, thông qua live trực tiếp của Zoom Study. Thế thì có cái kênh đó quý thầy cô cũng như học sinh đã cùng nhau là tương tác với nhau trong một khoảng thời gian vừa qua, cũng đã có được những cái vui và những cái góc khuất khuyết điểm. Tuy nhiên dù quý thầy cô dạy là với cái phần mềm nào đi chăng nữa thì cái cách để quý thầy cô biết xem được học trò làm bài và tiếp thu bài như thế nào đó là một sự cần thiết. Thông qua trên trang mạng trực tiếp chúng ta chưa biết chắc chắn rằng học sinh nào đã tiếp thu bài ở cái mức độ như thế nào. Vậy thì chúng ta cần sự phản hồi của học sinh thông qua một cái bài tập trực tuyến, thông qua một cái bài test để gửi về quý thầy cô. Vậy không gì khác hơn chúng ta cần có một cách để cho học sinh, đồng thời cùng với cái mong muốn là kiểm tra xem thử việc dạy và học của thầy và trò ở trên mạng có đạt được cái hiệu quả như mong muốn hay là không, thì chúng ta cần phải kiểm tra xem thử cái mức độ học tập của các em với việc thứ bài như thế nào. Vậy thì cách tốt nhất đó là chúng ta sẽ chuyển các cái bài kiểm tra đều lên trực tuyến. Vậy thì một trong những cái cách để kiểm tra trực tuyến giữa thầy giáo và học sinh hôm nay mình sẽ giới thiệu với quý thầy cô đó là cái cách sử dụng Google Form để tạo ra bài kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến để quý thầy cô dùng trong những khoảng thời gian mà quý thầy cô không gặp được một số học sinh. Xin mời quý thầy cô vào cái mục chủ đề của buổi ngày hôm nay. Thế thì giả sử tôi là một cái giáo viên dạy địa lý và sau khi tôi dạy với các em học sinh ở trên mạng xong rồi thì bây giờ trải qua cái quá trình học tập ở trên mạng tôi đã có thấy được các em có trả lời được những cái vấn đề là có đúng và có sai. Tuy nhiên cùng qua cái bài học đó tôi muốn trắc nghiệm các em một số vấn đề nữa, cho nên tôi sẽ quyết định ra cho các em một cái đề kiểm tra. Và trong khoảng thời gian làm bài là khoảng 15 phút, quý thầy cô có thể xem trên màn hình. Tôi có như vậy là cái đề này có hai phần, đó là phần trắc nghiệm 8 điểm gồm có 8 câu hỏi trắc nghiệm và phần thứ hai là tự luận 2 điểm gồm 2 cái câu hỏi tự luận. Thế thì các quý thầy cô cũng có thể có cái cách, thứ nhất là quý thầy cô sẽ update ngay cái đề này lên ở trang Facebook cho học sinh nó sẽ làm bài. Nhưng mà trong trường hợp như thế thì cái học sinh nó làm bài xong nó gửi về cho quý thầy cô và quý thầy cô trải qua một cái quá trình biên tập rất là khó khăn và mệt nhọc. Vậy thì sau đây tôi sẽ giúp cho quý thầy cô một cái nút tháo gỡ, đó là quý thầy cô sẽ dùng một cái chức năng ở trên có sẵn ở trên Google, đó ta gọi đó là Google Form. Như vậy tôi đã mở cái địa chỉ của tôi ra đây. Như vậy trước mắt tôi đây là cái địa chỉ của tôi. Thế thì cái địa chỉ Gmail của tôi này thì lúc đầu quý thầy cô phải nhìn bên góc phải của màn hình đó, thì có cái hình mà có 9 cái dấu tròn. Và khi chúng ta để cái con chuột vào đó thì các ứng dụng của Google nó ghi cái dòng ở phía dưới. Quý thầy cô bấm vào đó và quý thầy cô đưa con tỏ xuống đến cái mục Driver. Khi quý thầy cô bấm Driver thì một cái Driver nó sẽ tạo ra trước mắt quý thầy cô. Vậy thì để tạo ra một cái đề trắc nghiệm mà bằng Google Form thì quý thầy cô sẽ làm như sau. Đầu tiên quý thầy cô có thể tạo một cái folder ở trên cái trang này giống như là cái cách làm ở trên máy tính hết sức bình thường. Ở đây thì tôi đã tạo sẵn một cái folder đó là tạo đề thi trắc nghiệm và tôi bấm vào đây. Như vậy ở trong cái folder tạo đề thi trắc nghiệm của tôi lúc này nó là trống trơn đúng không? Và lúc đó để tạo một đề trắc nghiệm thì tôi bấm vào cái nút mới ở bên cái góc trái, quý thầy cô bấm cốt chuột vào góc mới. Khi đó một cái tab sẽ sổ xuống, quý thầy cô kéo xuống ở cái mục ứng dụng khác. Khi quý thầy cô đưa cái mũi tên vào ứng dụng khác thì ở bên phải sẽ sổ ra một cái bảng các cái biểu mẫu của Google. Thì lúc đó quý thầy cô sẽ chọn cho tôi cái biểu mẫu Google biểu mẫu. Quý thầy cô chọn nó thì ngay lập tức trước mắt quý thầy cô sẽ là xuất hiện một cái biểu mẫu Google nó đã được hiện ra. Vậy thì bây giờ tôi sẽ biến cái biểu mẫu Google này trở thành một cái đề thi trắc nghiệm cũng như là cái phối kết hợp với tự luận để giúp cho học sinh nó làm bài. Cái quan trọng nhất là quý thầy cô có thể sử dụng cái form này mãi mãi về sau, và điều quan trọng nữa là một học sinh làm bài nó có thể
sẻ là có cái câu hỏi thứ tự nó khác nhau, kể cả đáp án nó đó là những cái ưu điểm lớn. Và một cái ưu điểm cuối cùng là sau khi học sinh đã trả lời xong thì vị thầy cô có thể biên tập và tạo ra được những cái bản thống kê rất là đẹp mắt trong vòng một khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Vậy thì ở đây đầu tiên vị thầy cô sẽ đặt cho mình cái tiêu đề. Vậy thì bây giờ cái tiêu đề này tôi sẽ lấy đó là cái đề kiểm tra của tôi ở bên kia. Như vậy tôi sẽ quay trở lại trang Google và tôi copy cái tiêu đề này vô. Như vậy mình sẽ ghi cái copy cái tiêu đề này vô đó là tôi sẽ được đây là đề kiểm tra địa lý lớp 12. Thì ở phía dưới quý thầy cô sẽ thấy có cái dòng mô tả, thì mình sẽ ghi vô đây là mô tả. Thì tuy quý thầy cô sẽ mô tả làm sao để học sinh nó hiểu được cái đề này gồm những cái gì chẳng hạn. Tôi sẽ ghi là 8 câu trắc nghiệm. Và 2 câu tự luận. Rồi. Sau đó là khi như vậy là tôi đã xong cái mục là tiêu đề. Đến tiếp theo á, thì quý thầy cô sẽ chọn cho tôi một cái phần gọi là cái phần để làm lý lịch của học sinh. Vậy thì bây giờ quý thầy cô nhìn xuống đây thì khi đưa con trỏ đây thì con trỏ nó xuất hiện cái hình ô vuông. Cái này là giúp cho quý thầy cô á, là kéo lên và kéo xuống cái tab đó. Quý thầy cô hãy nhìn sang bên phải, lúc này có một cái sáng thanh linh nó đã xuất hiện. Nếu mà tôi để ở cái dấu cộng như thế này có nghĩa là lúc đó nó sẽ ghi ra cái dòng cho mình đó là thêm câu hỏi, thì quý thầy cô sẽ điền thêm câu hỏi. Ở cái linh thứ hai này thì quý thầy cô sẽ nhập cái câu hỏi mà nó có sẵn. Ở cái linh thứ ba này thì cả quý thầy cô có thể thêm cái tiêu đề hoặc là mô tả. Ở cái linh thứ tư này là quý thầy cô sẽ thêm hình ảnh cho câu hỏi. Ở cái linh thứ năm này là quý thầy cô thêm ở vào video. Và cái mục quan trọng cuối cùng đó là cái thêm phần. Vậy thì khi chuyển sang phần lý lịch thì tôi sẽ thêm một phần, vì vậy cho nên tôi sẽ bấm vào cái nút là thêm phần. Sau khi tôi bấm vào thêm phần thì ở đây nó sẽ nói là phần thứ hai của hai. Vậy ở đây cái mục này tôi sẽ ghi đó là hồ sơ học sinh. Hồ sơ học sinh. Thế thì cái mục này là gì? Mục tiêu của mình là mình sẽ lấy được những cái mà liên quan tới học sinh ha. Rồi thì mình ghi vào đây là các em điền thông tin của bản thân theo mẫu và đóng lại. Thế thì lúc đó quý thầy cô xuống đây, quý thầy cô sẽ đánh câu hỏi. Ví dụ cái ý thứ nhất này thì ở đây là vì là hồ sơ học sinh thì mình sẽ thường thường mình sẽ cần những cái việc gì. Ví dụ bây giờ mình sẽ cần đó là họ và tên. Quý thầy cô có thể mô tả, ví dụ bây giờ quý thầy cô mình nghĩ là Nguyễn Văn An. Thì đây là ví dụ, có nghĩa là mình ghi cái chữ là ví dụ. Để cho học sinh nó hiểu, nó ghi vào đây. Thì bởi vì ở đây là câu hỏi mà trả lời là trả lời tên của học sinh, nó là bằng cái ký tự, cho nên quý thầy cô nhìn sang bên phải, quý thầy cô sẽ chọn cho mình cái đáp án trả lời đó là chọn vào cái trả lời ngắn. Và ở đó học sinh nó sẽ ghi cái đoạn test. Sau đó quý thầy cô sẽ nhìn tiếp xuống đây cho mình, ở cái lề phía cuối này thì nó có những cái nút lên như sau. Ở cái nút có hai tờ giấy này sao chồng lên nhau, thì quý thầy cô khi bấm vào đây quý thầy cô sẽ sao chép một cái câu hỏi mới. Ở cái tiếp theo thì nó có cái thùng rác, thì khi quý thầy cô bấm vào đây thì cái câu hỏi này nó sẽ bị xóa. Và quý thầy cô ở cái vùng lần thứ ba này thì quý thầy cô bấm vào đây thì nó ra cái cụm từ là bắt buộc, có nghĩa là cái học sinh bắt buộc phải trả lời câu hỏi này. Vậy tôi sẽ bấm vào đây là bắt buộc. Và cái nút ba, có cái nút ba chấm này thì quý thầy cô bấm vô đây thì nó sẽ xuất hiện cái vấn đề mô tả và cái xác thực của cái vấn đề là phản hồi đó, thì ở đó có nghĩa là bắt buộc. Tiếp theo đây tôi muốn lấy cái thông tin của học sinh, ở đó là nó học sinh học lớp nào. Vậy tôi sẽ đánh giá cái câu hỏi sau ra bảng mới và tôi chỉ sửa là lớp ở cái chỗ họ và tên. Thì ví dụ ở đây tôi sẽ ghi thành nó là 12A5. Và ở đây cũng là một cái câu trả lời ngắn và cái này cũng phải là bắt buộc. Thế sau 6 lớp rồi thì quý thầy cô có thể là yêu cầu thêm những cái gì đó, ví dụ như ngày sinh hay là như thế nào, ngày sinh hay là sở thích hay là số chứng minh rồi là điện thoại, ví dụ như thế. Tuy nhiên đối với cái mình làm một cái là kiểm tra bài tập thì ta có thể không cần yêu cầu nhiều. Nhưng mà một cái ưu điểm nữa là mình có thể phải một cái ưu điểm nữa là cái form này mình có thể sử dụng cho học sinh rất là nhiều trường trên cùng một cái địa bàn, thậm chí là
bất cứ ai thấy cái form này đều có thể trả lời được. Vì đó cho nên là tôi sẽ thêm một cái câu hỏi nữa, đó là học sinh trường. Trường thì ở đây tôi ghi cái ví dụ là trung học phổ thông, trung học phổ thông Hòa Hội. Thì khi mà chúng ta hoàn thành cái mục hồ sơ học sinh thì lúc đó là chúng tôi sẽ chọn thêm cái phần tiếp theo, đó là cái phần thứ ba. Thế thì cái phần thứ ba này thì tôi sẽ ghi vào đây, đó là phần trắc nghiệm. Phần trắc nghiệm. Và ở dưới mô tả của tôi sẽ là 8 câu hỏi 8 điểm. 8 câu bằng 8 điểm. Vậy thì bây giờ nói tới cái cho điểm cho đối với một cái câu hỏi, thì lúc này quý thầy cô hãy quay trở lại cho mình cái mục ở bên phải ở cái trang đầu tiên. Quay, quý thầy cô quay trở lại ở trên màn hình ở bên phải. Thì quý thầy cô nhìn vào đây, quý thầy cô sẽ thấy có những cái tab, những cái nút lên. Ở đây đó là cái nút lên cái con mắt. Khi quý thầy cô đưa vào đây thì nó cho chúng ta cái bảng xem trước và một cái hình bánh răng, đây là cái bánh cài đặt. Và một cái mục nữa đó là các cái tùy chỉnh ở ô bên, ở cái phần bên trái. Thế thì ở đây mình sẽ bấm vào cái nút cài đặt. Ở trong cái ô cài đặt này thì nó sẽ có ba cái tab chính. Ở cái tab đầu tiên đó là cái mục cài đặt chung. Vậy thì thường thường đối với một cái bài kiểm tra này thì quý thầy cô sẽ chọn cái thu thập email cá nhân của học sinh, hoặc quý thầy cô không chọn, tùy vào cái mục tiêu của quý thầy cô. Nhưng nếu quý thầy cô bấm vào cái mục đó là thu nhập địa chỉ email thì lúc đó học sinh phải có địa chỉ email thì mới làm bài được. Đồng thời sau khi có cái bài kiểm tra xong thì quý thầy cô có thể trả lại bài cho học sinh theo cái con đường email đó. Cái vấn đề đặt ra, cái vấn đề thứ hai đó là cái vấn đề yêu cầu đăng nhập. Thì ở đây nếu quý thầy cô bấm vào là cái giới hạn một câu trả lời, giới hạn ở một câu trả lời, thì người trả lời sẽ được yêu cầu đăng nhập vào Google. Còn ở đây nếu quý thầy cô không tích thì ở đây mình thường thường là mình sẽ không có tích. Ở hai cái tab phía dưới thì khi nếu mà bấm vào ở chỗ này thì học sinh sẽ chỉnh sửa sau khi gửi. Có nghĩa là học sinh sẽ chỉnh sửa cái bài sau khi gửi, thì quý thầy cô đừng có bấm vào đây, để cái học sinh nó làm bài xong rồi thì nó gửi rồi thì có như nó được sửa được. Tôi sẽ không bấm. Tiếp theo đó là cái mục xem biểu đồ tóm tắt và câu trả lời bằng văn bản. Vậy thì cái ý này á, là sẽ giúp cho học sinh xem cái vấn đề, xem cái câu trả lời. Thì cái này mình sẽ phát bài cho học sinh rồi thì học sinh mới được xem, cho nên tôi sẽ cũng thường không tích vào đây. Chúng ta qua cái tab thứ hai đó là cái bảng tin bài. Vậy thì ở cái bảng tin bài này thì nó sẽ có, chúng ta có ba cái tích. Cái tích thứ nhất đó là hiển thị cái thanh tiến độ. Vậy thì hiển thị cái thanh tiến độ này được hiểu là quý thầy cô làm để học sinh làm bài đến đâu á, thì cái dòng thời gian nó sẽ xuất hiện đến đó, cũng như là nó thể hiện cái số câu hỏi. Ý thứ hai này, nếu quý thầy cô tích vào ý thứ hai thì lúc đó các cái câu hỏi nó sẽ được xáo trộn, đồng thời nó sẽ xáo trộn luôn cái trật tự của đáp án. Đây là một trong những cái ưu điểm lớn nhất của Google Form, và chúng ta có thể làm một cái đề kiểm tra nhưng mà học sinh 25 đứa trong một lớp, nó có thể 25 học sinh trong một lớp có thể làm với cái trật tự hoàn toàn khác nhau. Ý cuối cùng là quý thầy cô sẽ bấm vào cái hiển thị liên kết để gửi câu trả lời khác. Hiển thị cái liên kết để gửi câu trả lời khác thì nếu quý thầy cô tích vào đây thì học sinh có thể trả lời bằng theo một cái khóa liên kết chẳng hạn. Đó, thì tôi sẽ không có đánh vào đây. Và cuối cùng là thư xác nhận, thì lúc đó là sau khi cuối cùng thì quý thầy cô sẽ bấm như vậy. Sau đó quý thầy cô vào cái mục gọi là bài kiểm tra. Vậy thì ở cái bài kiểm tra này thì cổ phiếu quý thầy cô soạn xong rồi, nếu quý thầy cô đặt ở chế độ là bài kiểm tra thì quý thầy cô sẽ bấm vào cái nút này. Lúc đó những cái test phía dưới nó xuất hiện, còn nếu quý tắt đi thì nó sẽ trở thành bài kiểm tra, thì chúng ta sẽ đặt là bài kiểm tra. Sau cái bài kiểm tra xong rồi thì chúng ta sẽ tích những cái quy chọn phía dưới. Thì ở đây nó, nếu mà công bố điểm thì nó ngay sau mỗi lần nộp, thì thầy cô tích vào đây thì học sinh nó sẽ biết điểm ngay lập tức. Còn nếu như thầy cô bấm vào cái nút là sau đó khi
đã đánh giá thủ công thì quý thầy cô coi bài của học sinh xong rồi thì quý thầy cô gửi lại bằng con đường email. Về cái mục phía dưới đó là tôi thì tôi sẽ chọn con 4 ngày. Về cái mục phía dưới thì người trả lời có thể xem. Vậy thì mục tiêu của này là câu trả lời sai, rồi là câu trả lời đúng, rồi là cái giá trị điểm. Vậy thì tùy vào cái công năng của cái bài test của quý thầy cô mà quý thầy cô có thể là đặt đến những cái test ở đây. Chẳng hạn bây giờ đây là cái bài kiểm tra học sinh có làm bài ở nhà hay là không thì tôi sẽ tích cả ba cái chỗ này, tôi sẽ tích cả ba cái chỗ này luôn. Tuy nhiên nếu là một cái bài kiểm tra mà giúp tôi lấy cái điểm kiểm tra thì tôi chỉ cho học sinh có cái giá trị điểm thôi, còn tôi sẽ không cho câu trả lời sai cũng như là câu trả lời đúng. Bởi vì như vậy thì những cái học sinh mà làm 6 giờ của học sinh đó thì học sinh đó sẽ được lời hơn bằng cách nó sẽ tham khảo với những học sinh thiệt được. Rồi ok quý thầy cô, tất cả khi sau khi đến đây xong phần cài đặt thì quý thầy cô bấm nút lưu. Như vậy là quý thầy cô đã hoàn thành là một cái form để chúng ta là hoàn thành cái bài kiểm tra để gửi cho học sinh. Cái phần quan trọng nhất cuối cùng đó là quý thầy cô sẽ đưa câu hỏi trắc nghiệm và cũng như câu hỏi tự luận lên đây. Vậy thì lúc này tôi sẽ quay trở lại cái phần câu hỏi trắc nghiệm và tôi đưa vào dấu cộng để tôi thêm câu hỏi. Thế thì tới đây tôi có là câu hỏi, thì bởi vì ở đó tôi đã chọn cái mục là xáo trộn câu hỏi, cho nên trong cái phần copy câu hỏi tôi sẽ không có copy cái chữ câu 1 hay là câu 2 mà tôi chỉ copy cái nội dung. Như vậy tôi copy cái dòng thứ nhất và lúc đó tôi sẽ copy vào 4 cái đáp án. Thì ở bộ đáp án này tôi sẽ copy luôn là chữ A, B, C, D. Sau mỗi lần dán cái đáp án thì quý thầy cô bấm enter thì tự động máy nó sẽ chuyển sang cái đáp án tiếp theo. Đó, như vậy là quý thầy cô thấy tôi vừa hoàn thành điền cái câu hỏi thứ nhất trong khoảng thời gian được khoảng chưa đây 1 phút. Thế thì bây giờ cái trong những câu trắc nghiệm này thì đáp án là cái đáp án nào và cái số điểm là bao nhiêu, thì quý thầy cô lúc đó quý thầy cô nhìn xuống dưới thấy cái chữ đáp án, lúc đó quý thầy cô bấm vào đây và quý thầy cô sẽ chọn cho mình. Bởi vì ở đây tôi sẽ mặc định tất cả đáp án A là đáp án đúng nhé, còn nó có thể bị sai bởi vì cái tính lý về cái điểm này thì lâu ngày tôi cũng bị quên, cho nên nó không bị sai lắm, quý thầy cô đừng có buông nhé. Tôi sẽ chọn luôn đáp án A là đáp án đúng. Và sau đó là 8 câu này mỗi câu 1 điểm, cho nên tôi sẽ chọn ở cái mục điểm là 1 điểm cho 1 câu. Vậy là hoàn thành và câu hỏi số 1 tôi đã chữ xong. Thế thì sang câu hỏi câu hỏi tiếp theo đó thì tôi sẽ nhân bảng nó bằng cách bấm cái nút sao và lúc đó tôi lại quay lại cái quá trình này. Như vậy là tôi đã vừa hoàn thành cái câu hỏi số 2 và ở đây cũng thông cảm được với cô là tôi sẽ mặc định cái đáp án A là cái đáp án đúng luôn, bởi vì vậy cho nên tôi sẽ không cần sửa cái đáp án cũng như là không sửa cái giá trị điểm nữa, nó mặc nhiên là nó được rồi. Tuy nhiên với cô nãy giờ tôi đã còn thiếu một cái nút lên, đó là với cô sẽ quay lại cho tôi cái câu đầu tiên này. Thì khi với cô mà chọn điểm xong rồi thì với cô sẽ bấm vào cái chỗ bắt buộc để học sinh làm bài câu này, là bấm vào đây là bắt buộc phải làm, thì lúc đó học sinh mới là làm tiếp sang câu khác được, hoặc là cả cái bài đó khi nộp bài thì học sinh buộc phải là làm câu này. Cứ như thế thì tất cả các cái câu đều phải đánh vào đây là bắt buộc làm rồi. Và sau đó thì quý thầy cô sẽ nhập cho tôi hết tất cả các cái câu hỏi trắc nghiệm. Như vậy thì quý thầy cô nãy giờ tôi đã dừng trên màn hình, mình sẽ không làm, tôi đã nhập xong được là 8 câu hỏi trắc nghiệm ha, và tôi đo thời gian thì cũng mất khoảng 8 phút. Thì nói về cái cách nhập trắc nghiệm này á, thì chúng ta có nhiều cái cách khác nhau và trong đó có các cái câu hỏi mà như kiểu của môn địa lý mình hay là môn giáo dục công dân hay là môn tiếng Anh á, thì cách mà
điền vào như thế này là rất là phù hợp. Còn đối với các cái bộ môn mà có hình ảnh bằng video như môn sinh học hay là toán học hay là vật lý thì chúng ta sẽ có những cái cách khác hơn, đó là chúng ta sẽ đưa vào bằng những cái file ảnh, chúng ta sẽ đưa vào những cái bằng những cái file ảnh nữa đó. Thì theo đây thì tôi sẽ chuyển sang cái câu hỏi, đó là phần tư luận đúng không? Phần trắc nghiệm xong rồi, vậy thì lúc này tôi thêm phần nên tôi sẽ bấm vào nút này để tôi đánh vào đây, đó là phần tư luận. Vậy thì lúc đó ở đây mình sẽ phần mô tả, đó là hai câu bằng hai điểm à. Và lúc đó tôi sẽ chọn câu hỏi thứ nhất. Thì lúc này về câu hỏi tư luận thì tôi sẽ lấy nguyên cái đề bài, đó là câu hỏi số 9 phần dưới đây. Thì lúc đó ở cái phần này thì đây là câu hỏi tư luận, cho nên tôi sẽ chọn vào cái mục trả lời. Vậy thì quý thầy cô có thể dự đoán được cái câu trả lời này là dài hay ngắn để quý cô chọn cái hình thức trả lời ở bên phải cho nó phù hợp. Thì ở đây mình sẽ chọn là trả lời ngắn, và tôi sẽ chọn là bắt buộc làm, và tôi ghi điểm ở đây, đó là một điểm. Cho lúc đó thì quý thầy cô sẽ bấm vào cái chỗ là thêm phản hồi trả lời. Cái phản hồi trả lời nếu như quý thầy cô sẽ cho vào đây một cái file là đáp án của nó chẳng hạn, để hôm sau học sinh nó có thể xem trong trường hợp mình đã gửi phản hồi cho nó, trong trường hợp mình đã phản hồi cho các em học sinh. Thế thì lúc đó mình đánh nút xong và thêm câu hỏi mới. Thì lúc đó tương tự như vậy, sang và mình lại copy câu số 10 rồi là đưa sang. Như vậy thì tôi cũng vừa hoàn thành để nhập cái phần câu hỏi trắc nghiệm đó. Tiếp theo đây thì quý thầy cô sẽ làm một cái phần việc là xem được cái form rồi là lúc đó là có cái hình thức đó. Thì quý thầy cô bấm vào cái đúng cái con mắt, thì ở đây nó sẽ cho quý thầy cô một cái hình thức đề. Nhưng mà bây giờ học sinh mà muốn biết hết cái đề thì quý học sinh phải làm tuần từ từ các phần. Vậy thì lúc này tôi sẽ đóng vai trò là một học sinh nha quý thầy cô. Rồi tí nữa tôi sẽ chỉ quý thầy cô là cái cách để chuyển cái đề này cho học sinh như thế nào. Giả sử bây giờ tôi là học sinh, khi học sinh nhận được cái file đề như thế này, học sinh sẽ phải nhập vào đây là cái địa chỉ email, và sau đó là sẽ nhập vào cái nút việc tiếp theo và đánh vào cái phần học sinh. Ví dụ tôi sẽ đánh đó là Phạm Văn Minh, và lớp tôi ghi luôn đó là 12/5. Thì đó trường tôi chọn là trung học phổ thông Hoa Hội. Rồi và lúc đó tôi đi mục tiếp, có nghĩa là qua cái phần tiếp theo. Thế thì bây giờ tôi sẽ đánh bài nha quý thầy cô. Và đọc câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5, câu 6, câu 7. Câu 8 tôi không đánh nha. Tôi không đánh câu 8 mà tôi để tôi bấm cái mục tiếp. Thì lúc đó máy nó sẽ cho ta một cái lệnh, đó là đây là một câu hỏi bắt buộc, vậy thì quý thầy cô phải làm, cho nên phải bấm câu 8. Khi bấm câu 8 xong tôi bấm nút tiếp, thì lúc đó là nó sẽ chuyển sang cái phần tư luận. Vậy thì bây giờ tôi chưa biết cái đáp án của tư luận như nào, tôi đặt đây là cái chữ cho vui là buồn ha, để tôi kết thúc. Rồi sau đó tôi sẽ bấm cái nút gửi. Tôi bấm nút gửi thì ngay lập tức học sinh nó sẽ được ra được một cái thông báo là xem điểm số. Thì lúc này tôi bấm xem điểm số thì ở trên cái bảng này tôi đặt là một cách là vu vơ, tôi chưa chọn một đáp án A nào hết. À có, cái câu 8 hôm nay tôi phụ thêm nó cho đáp án A, và tôi được phần tổng điểm của trắc nghiệm, đó là 1/10. Như vậy học sinh sẽ biết được việc ngay lập tức. Nhưng vì ban đầu tôi chọn cái cài đặt đó là không được xem đáp số đúng, và cũng là không thì xáo trộn cái câu hỏi, cho nên ở đây là học sinh nó sẽ không biết câu nào là câu đúng hết. Học sinh nó sẽ không biết cái câu nào là cái câu đúng, ngoài trừ cái trường hợp có một câu mà nó đã được, mà ngoài trừ có một cái câu mà học sinh đang biết được cái điểm. Như vậy là học sinh đã nộp bài cho quý thầy cô, và quý thầy cô sẽ quay trở lại. Lúc này tôi trở lại với vai trò là giáo viên. Tôi sẽ mở vào cái file đề này ở trong địa chỉ Google. Thì lúc đó mọi người sẽ nhìn cho tôi ở đây, đó thấy một cái câu là một câu trả lời. Tôi tích vào đây thì lúc đó nó sẽ đưa ra cho mình cái tất cả những cái thống kê cũng như cái câu hỏi, rồi là
sắp xếp thứ tự trật tự cũng và nó sẽ cho chúng mình cái việc là học sinh nào sắp xếp ngay giờ à, thì thầy cô sẽ tiếp tục tìm hiểu ở trong cái vị trí email của mình. Tuy nhiên cái ý tôi muốn nói ở đây là bây giờ cái cách cuối cùng là khi vị thầy cô đã tạo ra cái form D xong rồi thì vị thầy cô sẽ gửi cái form D này cho học sinh như thế nào thì cực kỳ đơn giản, vị thầy cô sẽ nhìn tiếp tục bên góc phải của cái màn hình thì lúc đó sẽ có cái chữ đó là gửi đó, có cái chữ là gửi vị thầy cô bấm vào đây thì lúc đó một cái màn hình xuất hiện, một cái tab xuất hiện là vị thầy cô sẽ bấm vào cho tôi ở cái nút có cái hình liên kết cái đường link này. Khi vị thầy cô bấm vào đây và xuất hiện một cái địa chỉ liên kết và vị thầy cô bấm cho tôi là rút ngắn cái địa chỉ thì lúc đó địa chỉ nó sẽ rút ngắn lại và tiếp theo vị thầy cô bấm vào cái nút sao chép. Sao chép xong rồi thì vị thầy sẽ gửi cho bất cứ một học sinh nào thông qua một cái địa chỉ email hoặc là địa chỉ Zalo của Facebook chẳng hạn. Đó, thì tôi lấy ví dụ với lúc này tôi vào Zalo. Tôi vào Zalo. Và tôi gửi cho là mẹ Long. Thì tôi chỉ vào nên tôi bấm vào đây. Và lúc đó tôi sẽ bấm vào cái nút gửi thì lúc này cô mẹ Long sẽ là nhận được một cái form đề thế này và lúc đó mẹ Long sẽ mở ra và làm bài y như là một học sinh. Như vậy trải qua một cái thời gian là ngắn ngủi thì mình đã hướng dẫn cho quý thầy cô tạo ra được một cái form đề dẫn dạng trắc nghiệm để gửi đến với học sinh làm bài trong cái thời gian mà chúng ta không có tiếp cận trực tiếp với học sinh. Thì ưu điểm của cái phương pháp của cái cách làm này là nó sẽ giúp cho quý thầy cô nhân bản ra được rất nhiều cái đề khác nhau. Cái thứ hai là quý thầy cô sẽ sử dụng nhiều lần, nhiều năm học trên nhiều cái đối tượng. Đó là những cái ưu điểm chính của Google Form. Thì quý thầy cô hãy làm thử những cái việc form này. Nếu quý thầy cô cảm thấy cái việc làm thử đó khó khăn thì quý thầy cô có thể lấy những cái form mà tôi đã làm sẵn ở dưới cái đường link của cái video này. Quý thầy cô nhìn xuống dưới cái đường link, dưới cái phần mô tả của video thì sẽ có những cái là cái form sống của quý thầy cô lấy xuống để tham khảo. Rồi xin chào quý thầy cô và hẹn gặp lại. Chúc quý thầy cô sức khỏe và thành công.